Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Thì mình là Phong đây. Và tiếp theo đây sẽ là tập số 17 của Romantic Holic, đam mê lãng mạn nhé. Ngày cuối của lễ hội Café Lis. Tiếng chim hót. Đã lâu rồi tôi mới thức dậy bình thường như thế này. Xem ra tôi đã thành thói quen kiểm tra điện thoại ngay khi vừa thức giấc. Đây là ngày cuối cùng tôi ở đây. Xem ra mọi thứ sẽ trở lại như vốn có trước kia. Ra khỏi giường thôi. Tôi phải dọn dẹp chỗ này lần cuối cùng. Chẳng có nhiều thứ để mà dọn dẹp. Chà, xem ra đúng là tôi chỉ đem theo một túi thôi. Thế này là sao? Tôi mới ở đây có vài ngày mà đã gắn bó với nơi này rồi. Hở, tiếng chuông. Ông chủ đến đây rồi. Huyền Mẫn. Ông chủ à, tôi quay lại đây rồi. Ồ, cô trở lại rồi đó à? Không cứng nhắc quá. Anh bị làm sao thế? Anh vẫn hay chào người mừng gặp anh như thế à? Sự quan tâm lo lắng cho tôi đâu mất rồi? Tôi biết là cô sẽ trở lại đây nếu được. Anh cứ như con mèo ấy. Này, cô bảo là sẽ quay lại đây mà. Mừng trở lại nhé. Đỏ mặt ngượng ngùng. Ok. Làm sao một kẻ như thế này lại khiến tôi thấy nhẹ nhõm như thế mặt hắn được. Cô nói chỉ ở đây đến chiều thôi, đúng không? Phải. Được rồi, vì hôm nay ta sẽ không có khách, có nên kiếm gì ăn không nhỉ? Được. Này, sếp à, tôi được như thế này là nhờ anh giúp. Ta tự dưng cô nói năng dễ thương thế. Tôi chỉ nói thế thôi. Thế nên làm cho tôi món gì ngon ngon đi, tôi cũng sẽ giúp. Hê, hey, được thôi. Rồi, ok. Cà Felix, ngày cuối cùng chúng ta ở đây. Yên tĩnh thật. Sao giờ đã ít người thế này? Tôi tưởng cô nói là lễ rước đèn lồng vào đêm cơ mà. Trước đó thì có thứ khác. Tôi đoán là lễ cầu an đúng không? Ừ, sẽ tôi đoán. Tần Châu phải biết chứ. Nghi lễ này rất truyền thống nên nhiều người đến xem. Nhưng lễ đó dài lắm và xem rất chán. Dù được gọi là lễ hội, tôi nghĩ lễ này có gốc từ lễ thờ tổ tiên. Muốn cầu an cho người đã khuất thì ít nhất cũng phải làm được thế này. Chẳng phải là anh quan tâm đến công việc kinh doanh của người sống hơn là người chết sao? Cô làm như tôi vô cảm ấy. Ta phải kính người đã khuất để họ không bị quá khứ ràng buộc. Xem ra anh vẫn còn chút đa cảm. Không phải đa cảm mà là nghĩa vụ của chúng ta. Thần Châu, cô có còn ghét nơi này không? Tôi cũng chẳng biết. Nơi này chẳng hề thay đổi. Nhưng nếu có thứ thật sự thay đổi, tôi nghĩ đó chính là tôi. Suốt thời gian qua, tôi mừng vì ngày sinh của mình đúng vào dịp lễ hội. Vì tôi nhận thêm quà và ngày sinh nhật của tôi lúc nào cũng bận bịu và vui tươi. Nhưng giờ tôi đang ngồi đây nghe tiếng chuông của lễ hội Bạch Sơn, tôi không thể không nghĩ ngợi người ta ra đi vào ngày tôi chào đời, và còn cả những người khóc thương người đã mất. Nơi này vẫn buồn tẻ, nhưng có lẽ nó cũng là nơi đặc biệt đối với tôi. Hê, hey, đúng thế. Cô gói đồ hết rồi đúng không? Tôi định cho vài thứ vào túi cô khi cô đang bận bịu gói đồ. Anh định cho tôi tiền đó à? Chúng mình sòng phẳng tiền nong rồi mà. Nhưng anh có biết là tiền mặt vẫn hấp dẫn lắm không? Chà, thông minh thế. Xem ra tôi không cần phải lo cho cô, dù cô có đi đâu. Thế nên cô nên ở lại đây. Gì cơ? Thần Châu, cô biết là tôi ghét phí thời gian và lời, đúng không? Phải. Đừng đến chỗ ai khác. Ở lại đây bên tôi. Hãy thành một cặp, không phải mập mờ gì hết. Mà rất xin lỗi Huyền Mẫn, nhưng mà mình muốn ending với Tuyết Bạch cơ. Nếu có thể lần sau chúng ta sẽ gặp lại. Ông chủ à, tôi lúc nào cũng biết ơn vì những gì anh đã làm cho tôi. Nếu lúc đó anh không giúp tôi, chẳng biết là tôi đã làm gì nữa. Lúc đầu tôi tưởng anh là gã dở hơi, nhưng hóa ra anh là người rất tốt. Thế
nên điều tôi muốn nói là tôi không thể trả lời anh ngay lúc này. Hở? Nếu cô thích tôi, tức là cô thích tôi. Hoặc nếu cô ghét tôi, tức là cô ghét tôi. Sao cô không trả lời được? Chỉ là ngay bây giờ thì tôi không thể. Tôi cần phải lo vài việc trước đã. Thế nên anh có chờ tôi được không? Không. Rất dứt khoát. Đúng là thiện mẫn của khác. Tại sao? Anh lúc nào cũng kiên nhẫn cơ mà. Cô biết thế nên mới làm thế này à? Cô không nghĩ là tôi chờ nhiều rồi à? Anh không sai, nhưng tôi thật sự cần. Và tôi cảm giác là lần này không nên để cô đi. Các bạn biết gì không? Mỗi một tựa game của Buff Studio ấy thì đều có một cái nhân vật có cái khả năng dự đoán và cái dự cảm rất là tốt. Thì trong tựa game này chính là Huyền Mẫn. Tôi không biết là cái gì khiến cô dao động như thế này, nhưng tôi thấy mình đang ở thế bất lợi. Chuẩn luôn đấy. Thế nên tôi phải níu giữ lấy cô bằng bất kỳ giá nào. Cái trực giác của Huyền Mẫn cực kỳ là kinh khủng luôn. Dẫm lên ngón chân có ăn thua không? Thể hiện sự quyến rũ của mình. Nhưng mà mình không biết là cái thể hiện sự quyến rũ của mình thì đừng bảo là mình theo Huyền Mẫn nhỉ. Ôi dồi, tôi sống rồi. Tôi chết tôi rồi, thôi chết tôi rồi. Cái gì đây? Ơ kìa. Hay cả trưởng ạ. Thần Châu, này, dừng lại ngay. Xin lỗi ông chủ, nhưng xin hãy đợi tôi lần cuối thôi. Sau đó tôi sẽ có câu trả lời anh đàng hoàng. Cô nghĩ là lần này tôi lại đợi cô sao? Nếu cô không ngừng lại ngay thì ta chấm dứt. Tôi xin lỗi. Thần Châu, coi như đây là lần cuối gặp mặt, nên tôi sẽ nói điều này. Cô tự lo cho mình nhé. Và tôi mong cô sẽ không gặp thêm ác mộng. Chúc mừng sinh nhật. Ông chủ, anh định không thật đấy à? Đến khi mặt trời lặn, tôi sẽ đợi cô đến lúc đó, nên đừng có muộn giờ. Tôi không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Ông chủ, cảm ơn anh. Tôi xin lỗi. Rất xin lỗi Huyền Mẫn, nhưng mà lần này thì cái nụ hôn này là nụ hôn cuối cùng mà chúng ta có thể trao cho Huyền Mẫn để thay lời cảm ơn rồi. Rất tiếc là trong cái ending này, lần chơi đầu tiên của mình thì mình sẽ đi theo Tuyết Bạch. Mình không thể nhận lời tỏ tình của anh ấy khi chưa giải quyết mọi chuyện. Mình biết tình cảm của ông chủ là thật lòng. Tình cảm của Thiện Du cũng vậy. Nhanh đến chỗ hẹn nào, Tuyết Bạch cũng sẽ ở đó. Nào, bây giờ chúng ta sẽ cùng đón chờ xem Tuyết Bạch có phải là người thật không. À quên nhầm, có còn sống không thì nó đúng hơn. Chứ Tuyết Bạch là người thật, nhưng mà còn sống không là chuyện khác. Nào, Thần Châu, ở đằng này. Xin lỗi, anh chờ lâu chưa? Chưa hề. Chuyện gì thế này? Vẻ mặt của em là sao vậy? Vẻ mặt của anh chứ. Không có gì đâu, ta đi ra nhé. Vâng. Có vẻ xa nhỉ, chỗ đó ngoài thành phố hả anh? Đúng rồi, ta phải đi hơi trách ra ngoại ô một chút. Có nghĩa là ta sẽ đi về phía chân núi, nơi đó là nhà nghỉ dưỡng hay sao? Ok. Nào, mình rất là được mong lòng là gặp được Tuyết Bạch, người thật, bằng xương bằng thịt. Rất mong chờ luôn. Đây là nhà Tuyết Bạch sao? Đúng rồi, cũng là nơi anh sinh ra. Anh đến Seoul khi đang học phổ thông vì cha anh làm ở đó. Chà,
giờ cũng chẳng còn gì quan trọng nữa. Trông nó như một ngôi biệt thự hơn là nhà nghỉ. Ra khỏi xe nào. Chờ đã, tôi muốn đem theo mấy thứ. Romantic holic à? Mơ là lãng mạn đúng không nhỉ? Tôi đã thăng cậu ấy trong mơ. Cậu ấy cũng nên được nhận nó ngoài đời thực. Ừ, chắc là cậu ấy sẽ thích. Cậu ấy yêu sách lắm. Anh cũng mang vài thứ. Rượu à? Đúng thế, anh không muốn đi tay không. Vẻ mặt anh lúc nãy là sao vậy? Này, thần châu. Hử? Ta có phải vào trong thật không? Có. Sân rộng quá, bên trong còn ấn tượng hơn. Nhưng mấy bụi cây này, có vẻ như biệt thự này đã bị bỏ bê một thời gian dài. Tuyết Bạch, cậu bị kẹt lại ở một nơi như thế này sao? Một mình trong ngôi biệt thự bỏ hoang ở nơi khỉ ho có gáy. Thiện Du, anh đi đâu đấy? Nhà ngoại. Tuyết Bạch sống ở đó. Chỉ có mình Tuyết Bạch ở đó. Có hơi quá không? Ta đến rồi. Thế là nhà ngoại. So với biệt thự đó thì đây. Cánh cửa đó. Đó là cánh cửa tôi thấy trong thế giới giấc mơ. Cũng là cánh cửa tôi bước qua để gặp Tuyết Bạch. Tuyết Bạch. Hở? Cái gì đây? Hòn đá vuông này. Bia mộ sao? Thiện Du đặt lặng lẽ đặt chai rượu anh cầm theo lên bia mộ. Con xin lỗi lâu quá mới đến thăm ông. Ly chúc của ông. Một chín chín bảy rượu cổ điển. Năm mình sinh ra và năm xảy ra đại địa chấn. Thiện Du, bia mộ này là sao? Trên đó có viết chữ lạ. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng chuông báo hiệu thời khắc bắt đầu nghi lễ. Tiếng chuông nguyện hồn người đã khuất. Nấm mộ trước mặt tôi có khắc chữ Tuyết Bạch yên nghỉ. Cái quả plot twist này hơi Thiện Du. Cái gì đây? Tuyết Bạch là ông cố của anh. Mặc dù đúng hơn là ông là anh em cùng mẹ khác cha với ông cố của anh. Và ông mất rồi trong trận đại địa chấn. Sao ấy nhỉ? Thế người tôi gặp trong thế giới giấc mơ là ai? Đêm nào tôi cũng gặp Tuyết Bạch. Đúng rồi, anh lúc nào cũng phản đối tôi gặp Tuyết Bạch. Thế nên anh mới bày ra trò này, đúng không? Chúng tôi đã hứa là sẽ gặp nhau mà. Thần Châu, thế giới giấc mơ không chạy trên máy chủ thời gian thực. Nó chỉ là một bộ lưu trữ. Anh nói sao? Em cứ coi đó là một cuốn nhật ký mà ông của anh ghi lại cả cuộc đời mình. Thế giới giấc mơ là song giới để em tạo ra tạo nên hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu tương lai qua nhiều biến đạo khác nhau. Tuyết Bạch mà em gặp trong mơ là một trí thông minh nhân tạo được tạo nên từ ký ức, kinh nghiệm sống, suy tư và kiểu hình ứng xử của ông ấy. Tuyết Bạch đó cũng được tạo nên để khiến em tin là cậu ấy cũng tồn tại ngoài đời thực. Không, không thể nào. Thế thứ tôi lấy ra từ tủ khóa ga tàu thì sao? Nếu Tuyết Bạch đã qua đời từ lâu thì làm sao nó vẫn còn ở đó được? Vì đây là cái nơi như thế. Thời gian đã ngưng đọng từ cơn đại địa chấn.
nơi chốn bị bỏ bê, ruồng bỏ, và người ta lần lượt rời đi. Em chỉ là đến nơi chẳng có ai thăm viếng hàng năm trời rồi mà thôi. Làm sao có thể thế được? Tại sao Tuyết Bạch tạo nên thứ như thế? Nếu cậu ấy muốn lưu trữ lại, cậu ấy còn làm được bằng cách khác cơ mà. Sao lại chọn cách lạ lùng và mộng tỉnh như thế? Vì thế mà tôi đã tin tất cả những điều này như là số mệnh. Ta vào trong chứ. Cánh cửa đó quen quá. Cánh cửa mình đã thấy vài lần trong mơ. Bước qua cánh cửa đó, em sẽ hiểu. Chúng ta sẽ được thấy cái thư viện cũ à? Em sẽ hiểu tại sao ông của anh tạo nên ứng dụng đó. Anh chắc chắn là ông cũng đang chờ em ở đó. Tôi sẽ vào. Tôi muốn tận mắt thấy nơi Tuyết Bạch từng sống. Được, đi lối này, Thần Châu. Biết ngay mà các bạn ơi, chính là thư viện cũ. À không phải thư viện cũ mà là thư viện của Tuyết Bạch. Cảnh này quen thuộc quá. Giá sách, vị trí chiếc ghế, cái bàn. Đi đến cái ghế băng như nào. Chúng tôi đã ngồi lên nói chuyện. Chúng tôi cùng nói chuyện về sách. Chúng tôi cũng tựa lên đùi nhau, làm gối và thì thầm vào tai nhau. Chúng tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp bên nhau. Hở, cái gì thế? Tôi cảm giác có cái gì đó không hợp lý. Nội thất trông cũ nhưng lại có cảm giác rất mới đến lạ. Đúng rồi em, sau khi ông mất, người ta đem vứt đồ dùng của ông đi. Anh tạo tác lại chỗ này bằng cách thu thập từng món đồ tương tự một. Thứ duy nhất thật sự là của ông anh là điện thoại em đang cầm đó, Thần Châu. Cái đó anh lấy từ chỗ người dọn dẹp đồ dùng của ông. Chính là tập đầu tiên các bạn ơi. Ra vậy, chiếc điện thoại đó quan trọng đến vậy. Chúng không phải sách cũ mình thấy trong mơ, mà là sách phát hành khá gần đây. Xem ra khoảng cách thời gian giữa chúng ta đúng là khá lớn. Đặt đi, đặt lên đi. Cuốn sách anh đem đến không hề thấy lạc chỗ. Nếu đó là giá sách của Tuyết Bạch thì trông nó sẽ lạc chỗ lắm. Không cần nói cũng biết mà. Ông cố của anh thực tại xa xăm quá. Đừng bảo với mình đây là mình đang rất muốn đạt được cái happy ending của Tuyết Bạch ấy. Và mình không biết là đến giờ mình đã làm được điều đấy chưa. Ông của anh luôn nói về một người mà ông cần phải gặp. Người mà ông ấy cần phải gặp. Đúng thế, ông ấy bảo là ông tạo nên ứng dụng này chỉ vì người đó thôi. Một người định mệnh mà ông ấy gặp trong mơ. Sao cơ? Ý anh là người trong nhà này họ gọi ông là bệnh nhân tâm thần và nhốt ông ở nơi này. Nhưng rồi ông bắt đầu kể những chuyện lạ lùng về những giấc mơ của ông. Thần Châu, em có muốn kiểm tra các kết thúc ẩn mà ông anh khóa lại không? Chúng ta có thứ em lấy được từ tủ khóa đó nên chắc là sẽ mở khóa được nó. Thay vì hướng dẫn không hoàn chỉnh, anh sẽ tự tay chỉ lối cho em. Em xứng đáng nhận được điều đó. Vâng, tôi cũng muốn xem. Để anh lấy thiết bị ra đã. Sao nó phức tạp vậy? Ta định quét sóng não hay sao? Đây là thiết bị liên mộng. Điện thoại em dùng là phiên bản rút gọn anh làm ra. Bảo sao? Bởi vì cái thời mà ông cố của Thiện Du còn sống ấy, thì làm gì đã có cái điện thoại đời mới nhất đâu, đúng không? Em nằm đây được không? Được. Thần Châu, em sẽ thấy giấc mơ từ phía ông của anh. Anh cũng chưa hoàn toàn làm chủ được thiết bị mẫu, nên chẳng biết là em sẽ được đưa đến thời điểm nào trong quá khứ. Vậy có được không? Được, ổn anh. Và một điều nữa, ông của anh ra đi trong khi đang phát triển, thế giới giấc mơ vẫn chưa hoàn thiện. Thế nghĩa là sao? Có nghĩa là giấc mơ này vẫn chưa có điểm kết. Được,
anh bắt đầu kết nối đây. Chầm chậm, chầm chậm. Trở lại thời gian để trải nghiệm giấc mơ rất rất xưa. Nào. Mùa hè. Tuyết Bạch, cậu vừa đi đâu đó? Mấy đứa kia đang tìm kìa. Tóc màu đen này. Hở, sao lại là tôi? Chắc là vị cậu đoạt giải cuộc thi. Ồ, cậu thắng gì thế? Lấy được bao nhiêu tiền vậy? Sao họ lại tìm tôi? Tìm chỉ để tìm thôi à? Tôi cũng chẳng biết. Cậu kiếm được bao tiền? Cậu định đãi tôi gì đấy? Nếu việc quan trọng thì họ sẽ kiếm tôi ngày mai. Này, cậu kiếm được bao nhiêu tiền? Xin lỗi, đó là giải thưởng, không phải tiền. Đỉnh thật, sản phẩm vẫn chưa ra mắt đúng không? Hàng giới thiệu à? Phiên bản đặc biệt. Thiết kế đẹp quá. Đúng thế, đẹp hơn bạn gái của cậu luôn. Im đi, tôi sẽ tháo tung nó ra. Tôi chỉ muốn xem ghép nó lại ra sao. Nếu thứ cậu đang nghiên cứu mà là vật sống thì cậu sẽ bị coi là thằng tâm thần. Đúng lúc đó, hai nữ sinh đột nhiên cắt lời. Này, Tuyết Bạch. Tuyết Bạch, cậu lại đây một chút được không? Cô ấy muốn nói gì đó. Tỏ tình à? Được. Tuyết Bạch, mình nghe là cậu đoạt giải. Chúc mừng nhé. Cảm ơn. À, không có gì. Mình luôn cổ vũ cậu. Thế à? Phải. Này, cậu chưa có bạn gái, đúng không? Cậu có muốn đi chơi với mình không? Đùa. Thanh niên này thì dù chúng ta chọn cái phương án nào chăng nữa thì vẫn là từ chối các bạn ạ. Hay gì chả? Thôi, nói cái này thì chắc là nhẹ hơn. Cậu không biết mình sao? Ừ. Ok, thì thanh niên này từ chối có vẻ hơi phũ nhỉ? Chà, mình phải đi đây. Cảm ơn vì đã coi trọng mình nhé. Tự dưng hỏi hẹn hò mình, đứa con gái kỳ lạ. Làm giật cơ mình. Cậu làm cái gì thế? Làm sao mà cậu không biết bạn ấy? Bạn ấy là đứa sinh nhất trường mình. Dân trường khác đến tận đây chỉ để thấy được thấy bạn ấy. Thế à, xem ra bạn ấy xinh thật. Này, thành thật nhé, tôi tưởng cậu thích bạn ấy cơ. Sao tôi lại thích chứ? Cậu từ chối mọi cô gái tỏ tình với cậu. Sao cậu không muốn hò hẹn với ai cả thế? Vì lạ chứ sao? Họ tỏ tình, tôi nhận lời, mà rồi bọn tôi hò hẹn. Chỗ nào trong đó lạ nào? Thay vì như thế, cậu muốn nghiên cứu giáp nó lại như thế nào đúng không? Không hề. Gặp với ai đó và yêu nhau phải có cảm giác định mệnh hơn cơ. À, sao cũng được, chẳng vui gì nữa cả. Với tôi thì vui. Dù gì, mai gặp lại nhé. Đừng có muộn đó. Được, mai gặp lại. Mình là đứa kỳ lạ à? Lạ vì tin vào định mệnh. Quay trở lại thôi. Về nhà là phải tháo nó ra ngay. Chuyển đổi nó thành điện thoại dùng riêng cũng hay. Ông ơi, ông rơi ví này. Quý ông lớn tuổi à? Ok. Hử? À, cảm ơn. Ông ấy phản nhân tự nhiên như thế. Ông ấy cố tình làm rơi à? Ôi trời, suýt nữa thì dày già. Lão muốn trả ơn cậu. Cậu có rảnh chút không? Này, một lon nước máy bán nước tự động là đủ rồi ạ. Hử? Được rồi, cậu ra ghế băng kia ngồi vào trò chuyện với lão một lúc được không? Giờ lão già rồi, hơi nóng tí là mệt rồi. Được thôi. Ông ấy mua hai lon nước lạnh và cả hai ngồi cùng nhau trên ghế băng. Điện thoại đó đẹp đấy, mẹ cậu mua cho à? Không, mẹ cháu nuôi cháu đơn thân nên bà ấy bận lắm. Đây là giải thưởng của một cuộc thi cháu thắng. Ồ, có vẻ cậu thích nó lắm nhỉ?
Ok, nói là cho nó đúng cái suy nghĩ trong đầu trước đây. Gì cơ? Uống xong cái này và về nhà, cháu sẽ tháo tung nó ra. Cậu vừa bảo là thắng giải được nó cơ mà. Vâng, cháu tham gia cuộc thi vì muốn tháo nó ra. Thoáng nét lo lắng à? Có vẻ có lẽ sự vắng mặt của người cha đã phủ bóng đen tiện lên tim cậu. Gì cơ? À, không có gì. Cậu bảo là mẹ tự mình nuôi nấng cậu. Cậu có nhớ cha mình chút nào không? Cháu không biết. Làm sao cháu nhớ được thứ mình chưa từng có? Cháu có mẹ, bà và bạn bè nên cũng chẳng cô đơn. Nhưng đúng là cháu có băn khoăn không biết có cha thì như thế nào. Là vậy. Cháu phải đi đây. Bà đang đợi cháu. Được, nói chuyện với cậu vui lắm. Vâng, bảo trọng ạ. Ok. Không biết là người qua đường thôi hay là một nhân vật ở đấy sẽ có ảnh hưởng đến cuộc đời của Tuyết Bạch về sau. Phòng của Tuyết Bạch trên bàn học. Có thư. Lâu rồi mình mới nhận được thư mẹ. Gì cơ? Thư dán kín à? Ủa, toàn có biểu tượng lạ này. 18:42. Ok. Vé tàu đến thành phố Bạch Sơn. Chẳng phải đó là nơi mẹ đang ở sao? Sao mẹ lại gửi mình thứ này? Thế Bạch, mẹ gửi con vé tàu vì giờ mẹ đã tìm được mua nhà thích hợp cho hai ta cùng sống. Có nhiều người đang dọn đến đây vì đây là thành phố đang phát triển. Con có nghĩ là đến học cấp 3 ở đây tốt hơn không? Mà con lắm mạng quá sức. Con nghĩ là cứ chờ là sẽ gặp ai đó rồi. Dù con là trò chơi thì con cũng phải ra khỏi nhà để xảy ra sự kiện. Đến đây đi con. Ok. Hơi lạ. Mẹ đang nói gì thế? Đang nói về chuyển trường. Các tự thương mẹ đang nói về sự kiện của trò chơi. Mẹ mới là người nên tập trung gặp những người tốt thay vì cứ một thân một mình. Mình thử đi đến nơi mới mẻ nhé. Bởi vì gì nhỉ? Tuyết Bạch và Thần Châu là định mệnh của đời nhau. Mà Thần Châu thì ở Bạch Sơn. Thì chúng ta phải đến đấy chứ. Đúng không? Chủ động lên. Đi thì cũng không tệ lắm. Mẹ đơn thân khó tái hôn lắm. Tôi cũng nên ở bên mẹ ít nhất đến khi trưởng thành. Ok. Đó. Đến thôi. Thấy rồi. Là ga rồi. Ga tàu bỏ hoang. Tôi đem đủ đồ chứ nhỉ? Mẹ bảo là tôi chỉ cần mang thân đi thôi. Nhưng cứ có cảm giác là tôi đem ít đồ quá. Ở đây không có nhân công nào cả. Vì là ga tàu tự quản. Tôi cũng là khách duy nhất. Chán quá. Tôi biết là mỗi ngày chỉ có một chuyến tàu. Nhưng tôi đến đây sớm quá. À, chắc là đây rồi. Cảm giác này là sao? Tôi cảm giác kỳ lạ. Tôi không muốn lên tàu. Cửa tàu nhìn như miệng một con quái vật. Qua trên tàu cả. Nhìn thấy game rất kỳ lạ. Tôi không phải trẻ con. Không thể tin được là tôi lại nghĩ đến thứ như thế. Chỉ vì tôi không muốn rời đi. Nhanh lên tàu thôi. Đây là sự khởi đầu. Sự khởi đầu của cuộc sống tôi vụn vỡ. Biết thế mình ở nhà. Ây da ơi, chúng ta đến là vì sự thay đổi. Chứ có phải là đến vì sự đau thương đâu. Điều đầu tiên xảy đến là cái chết của mẹ. Ôi trời ơi, vụ giết người kinh khủng thế. Hẳn là vụ cướp. Nhưng xác của bà ấy, tôi không nghĩ ai lại chết một cách khốn khổ như vậy. Kẻ nào làm điều đó với một người phụ nữ chết ngàn lần cũng không hết tội. Bà tôi cũng qua đời sau khi nghe chuyện của mẹ. Cả hai người mất gần như cùng một lúc. Biến mất trong một khoảnh khắc. Giờ tôi phải làm gì đây? Thay vì sống với những kỷ niệm như thế này, tôi thà xóa chúng đi còn hơn. Tuyết Bạch à? Ủa, lại quý ông lớn tuổi này. Ta xin lỗi Tuyết Bạch. Ta không thể bảo vệ con và mẹ con. Ta xin lỗi. Hả? Sao ông mẹ ông nói cứ như là bố của mình ấy nhỉ? Ông là ông già cháu gặp hồi đó. Con nên đi với ta. Ta biết mình đã quá muộn màng. Nhưng xin hãy cho ta được hoàn thành vai một người cha. Cha?
Nực cười thật. Cha có nghĩ mình đang quá đáng không, thưa cha? Làm sao cha mang con của con điếm đó về nhà này không một chút xấu hổ vậy? Chưa nói đến chuyện nó còn bé hơn cả cháu của cha. Ô nhục thế này thì còn gọi gì là thể diện nữa. Nó mới chỉ là học sinh trung học, chỉ lớn hơn Tuyết Liên có vài tuổi. Mấy năm gần đây lão già đó có vẻ lẩm cẩm rồi. Mẹ, mẹ có thấy mặt thằng bé đó không? Nó là con của con điếm, nhưng mặt giống ông chỉ bị chung dòng máu. Làm sao mình thấy ghê, sao nó còn sống được nhỉ? Sao nó không chết luôn với mẹ nó đi? Ngay từ bé mà suốt ngày nghe những cái lời như này thì không bị kiểu trầm cảm với bệnh là thì mới là không bình thường đấy các bạn ạ. Sống trong cái môi trường như thế này thì Tuyết Liên có một con cún. Đây chính là gương mặt của Tuyết Liên hồi còn trẻ đây. Tôi cảm thấy máu chảy từ trên đầu. Ui dồi ôi, bị con kia chơi khăm ném đồ vào đầu à? Vì mày mà tao bị cười chê trong lớp. Tuyết Liên là công chúa trong lớp. Mày là con chó của Tuyết Liên. Sao mày làm Tuyết Liên sống khổ sở thế? Em tiếng gì thế? Mẹ, sao Tuyết Bạch đó? Tất cả là vì Tuyết Bạch. Đầu mình thì đang chảy máu. Thế mà con này nó nói thì tất nhiên là người ta sẽ tin theo lời con này rồi. Bởi vì mình chỉ là một người ngoài thôi, cho nên là dù mình có bị làm sao chăng nữa thì những người trong nhà này không quan tâm. Tuyết Liên phải chơi với ông vì chẳng có ai ở tầm tuổi bé ở nhà cả. Nhưng dù thế, mày đừng có ném đồ linh tinh như đồ vô văn hóa chứ. Tuyết Liên chỉ là trẻ con chơi nghịch thôi, nên không sao cả, đúng không? Ây trời. Vâng. Cái gì? Tiếng gì trong đầu mình thế? Không, cha à, con vẫn không tin được là cha ra đi rồi. Cha để lại chúc thư nặng nề thế này, con tự mình làm gì được đây? Tôi vừa nghe ai đó nói chuyện. Ai lại ra đến tận đây nhỉ? Lão già mất trí rồi. Lão muốn để phần lớn tài sản gia đình cho thằng danh đó. Cứ tưởng đối phó với con mẹ là đủ, nhưng giờ đứa con cũng thành vấn đề. Nếu con ả đó không làm gì cả thì có khi còn sống, nhưng lại còn cố mang đứa con của nó vào đây ăn trộm của nhà ta. Giờ ta nên làm gì nữa? Họ đang nói gì vậy? Giết luôn đứa con đi có phải nhanh hơn không? Mình à, đừng có thế, mà tự mình nuôi nó đi. Gì cơ? Cứ chờ mà xem, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Không, không thể nào. Mình không thể như thế được. Mẹ mình bị... Có phải là lỗi của mình cả không? Chẳng phải điều đó sẽ không xảy ra nếu mình không dọn đến đây? Tất cả là do mình à? Nếu mình không có mặt trên đời này, mẹ và bà mình sẽ... Đau quá, đầu mình đau quá, không thể bỏ cái tiếng này ra khỏi đầu. Hử? Mày đã có một mớ tóc bạc nửa đầu bên trái rồi này. Wow, thật đáng kinh tởm. Tao tìm hiểu rồi, đó là vì mày bị tâm thần. Mặc dù nghĩ lại thì sẽ đáng sợ hơn nếu mày vẫn bình thường sau sự vụ xảy ra với mẹ mày. Chết, cứ xóa này nghe ghê thế nhở. Mẹ, cái điều đó đi qua đi lại có được không vậy? Nó bị điên đó, tóc nó trắng bóc. Đây là cái lúc mà Tuyết Bạch bị nhốt này. Từ bé đã phải chịu cái sự đau khổ này rồi thì ui dồi ôi, xóa cái này hỏng rồi. Mày hỏng hẳn rồi, làm tốt lắm. Hiếp mình bắt đầu thấy sợ các bạn ạ. Đây rồi, tóc trắng bạch rồi. Mẹ ơi, mẹ có hạnh phúc không? Mẹ có hạnh phúc vì gặp cha không? Phải, ta yêu cha của con. Thế Bạch, mẹ của con thực sự yêu người đó. Đích thực tình yêu là gì vậy? Tôi không nghĩ thứ đó có tồn tại trên đời này. Nếu đích thực tình yêu có tồn tại thì tôi đã không trong thảm cảnh này. Tuyết Bạch,
Ta chắc chắn là tình yêu đích thực sẽ đến tìm con, và khi đó con sẽ nhận ra ngay là người đó chính là người trong mộng. Nhưng mà tại sao mà Tuyết Bạch lại biết đến Thần Châu rồi nhỉ? Vô lý. Tuyết Bạch còn mất trước khi cả vụ đại địa chấn cơ mà. Thiện Du chào đời. Thật khó tin là đứa trẻ con đáng yêu như thế lại sinh ra trong gia đình đầy quái thai này. Mấy trường ạ. Không biết ai vẽ cái nét Hoàng Thiện Du này trông cũng te thế nhỉ. Mình đang ở đâu thế này? Sao lại có đứa trẻ con ở chỗ này thế? Nó đi lạc à? Vườn này rộng lắm. Go go ga ga. Tóc trắng. Ông cứ như ông cháu. Ủa đúng thế mà. Tôi chạy vào nhà. Tôi không nghĩ thằng bé tự dưng quay đầu lại. Nó còn đó không? Tôi có nên ngó qua cửa sổ không? Nó không có đó. Xem ra nó đi rồi. Xong chuẩn bị nó hiện ra sau lưng thì hẳn là đứa trẻ Tuyết Liên mang thai mấy năm trước. Nếu cô ta biết tôi và thằng bé giao tiếp với nhau thì sẽ dày già lắm. Từ giờ tôi sẽ phải cẩn thận hơn khi vào vườn. Lại thấy ông rồi. Ông bị bắt suốt. Ông chơi trốn tìm kém quá. Đừng theo ông. Kiếp, ông gì mà cái mặt vẫn trẻ măng thế này. Ông không chơi đùa đâu. Tóc thì có trắng đấy, nhưng mà mặt thì vẫn trẻ quá. Ông nói chuyện được à? Nhìn cái mặt đúng là cute thật đấy. Nó cứ nhìn chằm chằm vào mình thế là sao? Nó muốn gì đây? À, có thể là tóc trắng của ông thú vị. Tại sao? Ông thì phải có tóc trắng. Cháu nên quay lại đi. Nếu không làm thế, cháu sẽ gặp rắc rối với mẹ đó. Ồ, khóc rồi. Khóc cũng cute nữa. Cháu không muốn gặp rắc rối đâu. Mẹ đáng sợ lắm. Không chỉ Tuyết Bạch mà Thiện Du thì ngay từ khi còn nhỏ thì cũng sống dưới sống cùng với gia đình với Tuyết Liên thì thôi nghỉ đi các bạn ơi. Nếu cháu quay lại nhanh thì không sao đâu. Phải rồi. Bye bye ông. Với bàn tay nhỏ chào. Cute thế nhỉ? Vỗ đầu thằng bé. Thằng bé đang khóc à? Mình nên động viên nó không? Tóc bé mềm thế. Ông gì thế? Xin lỗi. Sao mình lại làm vậy? Đương nhiên là ai cũng ghét bị chạm vào cả. Mẹ chẳng bao giờ làm như thế cả. Cảm giác thích thế. Ông ơi, làm tiếp lần sau đi. Hả? Được thôi. Được rồi, bye bye thật nha. Ây giời ơi. Đấy, bé cute như thế này. Hiếp lớn lên thì thôi, mình không muốn nói làm gì cả. Thằng bé đi rồi. Xem ra Tuyết Liên chẳng quan tâm đến chính con trai mình. Ông thì phải có tóc trắng. Ok. Úi dồi ôi, khiếp, tập này dài thật đấy. Không biết là đến 40 phút chưa. Nhưng mà không sao cả. Mình vẫn đang cố gắng quay cho nó hoàn thiện. Úi dồi ở đây. Hoàn thiện du lên tiểu học hay là trung học đây. Đeo kính rồi đấy. Vẻ mặt đó là sao vậy? Trò chơi ông làm khó quá. Ông ơi. Thế à? Thế ông làm trò chơi sẽ hơn chút cho cháu nhé. Đoạn nào khó quá vậy? Đoạn này. Nếu cháu làm thế này. Thằng bé thông minh đấy. Thay vì giảm độ khó, mình nên thay đổi để nó tự tìm được cách vượt qua. Ông sẽ đưa nó lại cho cháu sau khi sửa nó. Uhu. Uầy. Có vấn đề gì thế? Có phần nào, có phần khó nào khác không? Ông ơi, ông làm thứ này có vui không? Ông cũng không chắc. Ông không chắc lắm. Ông không chắc chính cảm xúc của mình nữa sao ông? Có lẽ vì ông không nhớ. Ông chỉ nhớ là cái này ông làm được. Ông ơi, ông không nhớ gì hết sao? Kiếp xóa hết rồi đâu. Ông không quên hết. Ông nhớ chỗ này, chỗ nọ, một ít, chỗ kia, một chút. Thế thì ngày nào đó cháu sẽ giúp ông nhớ.
ứng dụng để ông tạo kỷ niệm. Ứng dụng mơ tỉnh, nhưng mà lại có tên là ứng dụng thần châu. Ta cùng làm nhé. Được. Cháu ước gì mình được ở đây. Ông cũng muốn dành thêm thời gian với cháu, nhưng cháu sống ở đây khó đấy. Nhưng cháu cũng thấy phát bệnh khi ở trong nhà đó. Cháu không thở được, có lẽ là do không khí ô nhiễm. Thế thì ông hãy cho cháu thứ làm sạch không khí. Tôi lấy từ giá sách quà lại tặng Thiện Du. Thỏ sao? Con thỏ này có nói là người tạo ra nó là T. Đúng rồi, đáng yêu không cháu? Ông muốn tặng cháu thỏ có tai lài nhọn, nhưng chỉ tìm thấy chú thỏ đội mũ thôi. Sao thỏ lại đen nhỉ? Có thỏ trắng mà. Nhưng mà chẳng phải là thỏ đen oai hơn sao? Thỏ trắng cũng oai nữa, nhưng thỏ này dễ thương nên cháu thích. Cảm ơn ông. Để thỏ ở chỗ đẹp trong phòng cháu nhé. Thỏ này sẽ làm sạch không khí cho cháu. Được rồi, ta quay lại chứ nhỉ. Thôi xong phim rồi. Hiểu vấn đề rồi đấy. Biết ngay mà. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn thôi các bạn ơi. Thiện Du, con làm gì ở đây? Mẹ biết có chuyện gì đó khi nói với người hầu. Nhưng mẹ không nghĩ con lại ở chỗ như thế này. Đồ dơ bẩn nhà mày. Mày nghĩ mày đã làm gì thế? Lôi con trai tao vào đây. Tao nhận nuôi đứa thảm hại như mày, mà giờ mày trả ơn tao thế à? Không, tôi... Mẹ sai rồi. Con tự đến đây. Thiện Du, con phải kêu cứu lên chứ. Sao con không chống cự lại? Mẹ của con sẽ đến sớm hơn nếu con kêu lên. Không phải thế. Thiện Du, mẹ ở đây rồi. Con nói thật được rồi. Con đang bảo mẹ sai rồi. Thiện Du, không thể nào chống cự lại được người lớn đâu. Bởi vì đó là mẹ của Thiện Du mà. Làm sao mà Thiện Du có thể chống lại hoàn toàn được chứ. Biết ngay mà. Ông đưa con đến đây. Ông của con đang ở ngoài kia làm việc. Thiện Du, dùng từ cho đúng nhé con. Người đó đưa con đến đây. Đúng rồi. Xem ra sự vụ đúng là như vậy rồi, nên con chẳng làm gì được cả. Con búp bê này là sao? Đây là... Con không cần thứ như thế này. Ai thèm chơi với mấy con búp bê ngu ngốc này chứ. Trời ơi, tôi biết ông là kẻ rất tệ, nhưng mà dụ dỗ một đứa trẻ con đến đây bằng thứ như này, tôi thật không hiểu nổi đầu óc của kẻ tâm thần ra sao. Thật đáng ghê sợ. Thế mà bà để ông ở lại đây chỉ vì bà tử tế coi ông là người trong gia đình. Không sao, tôi cũng chẳng muốn ở lại cái chỗ bẩn thỉu này thêm chút nào. Thiện Du, con phải ngoan cho mẹ của con nha. Con sẽ trở thành được con trai hoàn hảo, ai ai cũng phải ghen tị. Vâng. Được rồi, về nhà thôi và kiếm món gì ngon ăn. Con trai yêu của mẹ. Ôi trời, buồn nôn quá. Người cuối cùng khổ thì vẫn lại là Tuyết Bạch thôi. Thiện Du nó cũng chẳng có lỗi gì, bởi vì nó là đứa bé mà. Thời gian sao mà trời lặn thế nhỉ? Mới vừa nãy là buổi sáng cơ mà. Hử? Nhặt lên. Đi đặt búp bê lên bụi hoa trong vườn, để Thiện Du dễ tìm thấy nó. Mong là Thiện Du không sợ về việc hôm nay. Thỏ ơi, từ từ trông chừng Thiện Du cho ta nhé. Kiếp, con thỏ lúc này mà nói thì nó mới gọi là hơi creepy này các bạn này. Tôi thấy một mặt trời lặn đỏ như máu. Mình nên chết đi luôn không nhỉ? Tôi hướng về phía mặt trời, chậm chậm nhắm mắt lại. Tuyết Bạch, con của ta, xin đừng nghĩ vậy. Nhưng mẹ, con mệt mỏi quá rồi. Cố gắng thêm chút nữa đi. Mẹ chắc chắn là con sẽ sớm gặp họ thôi. Ai đó thực sự hiểu và yêu thương con.
con đã nhận ra một điều. Con chẳng thể gặp được ai nếu cứ kẹt lại đây. Con gặp lại mẹ sau nhé. Đây rồi, chính là cái trúc thu. Ừ đúng rồi, để cho thiện thu, chính xác, để trao lại toàn bộ tài sản, gia sản cho thiện thu. Tôi đã chuẩn bị sẵn trúc thư và lời chứng. Tôi nên để lại trúc thư với tay cho thiện thu. Có lẽ nó sẽ giúp thằng bé thêm can đảm khi cần. Một chút dịch thuật sai nhé. Đây rồi, trúc thư trong chú hổ. Việc này mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng, nhưng mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Thứ còn lại duy nhất là thuốc độc à? Ớt. À ok. Cái ớt thì còn một cái u sim sao nhỉ? Nếu mà là u sim ấy mà là thiện du để lại thì làm sao mà Tuyết Bạch lại có thể biết được về cái u sim đấy? Không, chưa. Chưa uống thuốc. Nốt. Đúng như tôi muốn tượng. Cái chết thật là kinh khủng. Nhưng cô đơn thế này lại còn đáng sợ hơn. Như vậy là chúng ta chọn uống hay không uống nó cũng chẳng khác gì nhau. Ok, thôi. Mẹ, mọi thứ mẹ bảo tôi đều là giả dối. Người định mệnh. Nhưng mà nếu có người như thế đến thì cứu tôi đi này. Nếu thực sự có cái gọi là số mệnh thì cứu tôi và hồi sinh tôi đi. Kiếp, cái đoạn flashback này dài quá. Tôi đang ở đâu? Mình giấc mơ? Hay là tôi chết rồi? Xem ra đến chết tôi vẫn cô đơn. Đây rồi, đây chính là cái bức ảnh đầu tiên mà chúng ta được gặp. Đây, nhìn cái này nó trông nó trưởng thành các bạn này. Nhưng mà mặt này vẫn hơi trẻ so với một người gọi là ông ấy. Đây, mình sẽ cho các bạn xem. Đây, đây chính là cái ảnh đầu tiên xuất hiện trong cái tựa game này. Và đây là hiện tại. Ok. Tôi không muốn cô đơn một mình ở nơi như thế này. Ai đó giúp tôi với. Đi mà. Ừ, chị hình như đây rồi. Chính cái đoạn này là đoạn mở đầu khi mà mình nhớ không nhầm thì đây chính là đoạn cái giấc mơ đầu tiên của Tuyết Bạch trong game này. Cái hôm đầu tiên có giấc mơ xong rồi bị đuổi việc ấy. Đây rồi, gặp được nhân vật chính đây rồi. Tôi tìm thấy cậu rồi. Tôi đang chẳng biết ai đang khóc ấy. Là cậu, phải không? Chị Liến đến đây để cứu em à? Hử? Tôi chỉ qua đây xem chuyện gì đã xảy ra thôi. Nhưng mà đã ở đây rồi thì tôi sẽ giúp cậu. Thế nên giờ cậu cứ quay lại đi đã. Ở đây ta không làm được gì cả. Nhưng em... Gì thế? Người tôi tự đi. Không sao đâu, ta sẽ gặp lại mà. Nên cứ chịu đựng thêm một chút nữa. Tôi sẽ đến và tìm cậu qua giấc mơ. Ủa? Từ từ nhé các bạn nhá. Cái đoạn này thì mình không nhớ là thần châu đã nói như này nhá. Ảo thật đấy. Đi cơ? Thế nghĩa là sao? Chị là ai? Nhưng có khả năng là mình sẽ không nhớ được. Nên cậu phải nhớ tôi đó. Được chứ? Gì cơ? À, chờ đã. Nhớ tôi. Thần Châu. Wow. Chúng ta đã phát hiện thêm một năng lực mới của Thần Châu à? Thần Châu cái cảm với người đã chết à? Ok. Cái này mới đấy. Sao? Làm thế nào tôi quay lại đây được vậy? Đau quá. Tôi có cảm giác sắp chết. Tôi tỉnh dậy. Nhưng sao tôi không di chuyển được? Cảm giác như thể bị tê liệt vậy. Quan trọng hơn là giấc mơ vừa rồi. Cái gì vậy nhỉ? Đó không phải là giấc mơ bình thường. Tôi thực sự hồi sinh. Ổn cả rồi. Ta sẽ gặp lại mà. Gặp lại lần nữa. Trong mơ. Giấc mơ. Một giấc mơ à? Đó là lúc tôi quyết định tạo ra nó. Tôi biết ngay khi gặp cô ấy. Đó là người tôi hằng đợi chờ. Thần Châu. Tỉnh dậy đi em.
hãy tạo nên một giấc mơ không kiểm soát được. Em cần phải dậy ngay. Một khi tôi tìm được người con gái đó trong mơ, tôi sẽ đi tìm cô gái ấy trong thực tại. Vì chắc chắn cô ấy sẽ ở đâu đó ngoài đời thực. Wow, hóa ra đó là câu chuyện mà dẫn đến là Tuyết Bạch biết Thần Châu. Nhưng mà hình như Thần Châu thì cũng không nhớ lại được gì lắm về Tuyết Bạch lắm. Ok, đây rồi. Kết thúc flashback siêu dài. Anh tắt nóng hệ thống. Em khóc nhiều lắm. Thần Châu, em vẫn ổn chứ? Tôi biết mà. Hở? Ý em là sao? Giấc mơ buổi sáng hôm đó của mình, giấc mơ khởi đầu mọi chuyện này, người tôi nhìn thấy không phải là Huyền Mẫn, cũng chẳng phải Thiện Du. Bằng cách nào đó cả hai chúng tôi mơ cùng một giấc, mặc dù chẳng biết nhau. Thích Tuyết Bạch, giấc mơ của chúng ta bị vỡ thẳm, thời gian sâu thăm thẳm chia lìa. Ok, úi giời, tập này rất dài luôn. Nhưng mà nó đã cho ta thấy được toàn bộ quá trình của Tuyết Bạch từ lúc còn bé cho đến lúc mất. Và cho thấy rằng cuối cùng thì Tuyết Bạch cũng đã gặp được cái người định mệnh của mình trong giấc mơ. Đó chính là nhân vật chính của chúng ta, Thần Châu. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập sau. Bye bye.